hôm nay là mình đi coi đồ lót nam, mà đặc biệt là đồ lót nam là nữ xài cũng được, mà đi coi đồ lót nữ nam xài đâu được đâu, đúng không? Đồ lót nam là đó là chơi ôm rồi. Rồi nghe chơi ôm mới ra cái loại xe Snack by 660 mới là phải đi coi liền. Quá wow, đây dàn xe Tiger của mày nè, đẹp không? Em thử leo lên chiếc này thử coi. Chiếc này là 900 phần khối, thử coi, thử coi. Đừng có nghiêng nha. Ờ cứ leo đi, giữ nè. Rồi leo hẳn lên luôn. Chống chân á, không đừng có nghiêng, đừng có nghiêng. Được, chống chân được không? Rồi tiếp tục. Nghe kiếp luôn. Ở đây cái mắc cỡ. Ồ, có mấy chiếc ở ngoài kìa, thử đi vòng vòng ra mấy chiếc ở ngoài trước coi. Đây là chiếc Bodevi T100, 1000 phân khối, cái này là em leo lên được nè. Trời ơi, chạy tốt. Đâu, nghiêng qua luôn coi, nghiêng qua luôn. Thấy không, đồ lót nam mà nữ thử cũng được, chứ có sao. Không, em nghiêng luôn rồi, quay ra lái, quay lại. Được không? Quay lại coi. Đó. À, cái chị này là có 1m59, thấy ngồi mô tô 1000 phân khối ok không? Lắc qua lắc lại coi. Rồi, gác một chân lên thử coi. Gác một chân lên. Rồi. Nhìn lên đây. Cười luôn, đẹp. 1000 phân khối đó, chứ giỡn nha. Ồ, dữ không? Đẹp không? Hồi bước vô coi. Đây em nó đây. Màu đen. Màu đen sọc đỏ ha. Trời ơi, đồ lót nam nó. Nữ lên thử coi. Xin mời. Ừ, mới được. Anh thử leo lên coi. Ờ nó gọn. Rồi nghiêng qua luôn. Nghiêng qua luôn. Lắc cái đầu coi thử coi. Rồi. Ờ xe này nữ dạy được mà nữ cũng bận được mà thấy không? Ồ cái này là chống chân hai chân luôn phải không? Được á. Màu cái màu đen này đẹp quá ha. Hai người. Yên nó gọn hơn một chút. Cái này là để sách đó. Đẩy xe. Đen màu trắng màu nâu. À, cái này nó không có cái đồ ấy, cái này nó đưa xuống này nè. Cái bên này nó gỡ cái này nó vứt đi. Nó chuyển xuống đây nè. Đẹp đó chứ. Nhìn cái góc này cũng hay quá ha. Đây, nhìn cái góc này quá đẹp luôn. Cục máy nhìn gọn quá ha. Cái bô này giống với thằng CB650 luôn nè. Rút gọc. Phục upside down. Honda cũng mệt mỏi luôn. Cái giá này là còn tính cái gì nữa không? Cái này là có VAT.
đã bao gồm VAT rồi. À, nhưng mà còn ra bản số ra này là nọ chút như quay. 169 triệu, 270 triệu. Ra phân khúc cùng với thằng kia cũng. Có nghĩa là nó đã gồm 10 trăm thế nên này. Ừ, có 10 trăm. Hoặc nó có tính tiền gì nữa đâu, đúng không? Cũng vậy nữa. Wow. Ủa sao em chống chân gọn hơn mà anh chống chân giống gì hộp vậy? Cao thì chắc chắn là chống chân luôn. Nhưng mà em chống chân nó gọn mà. Thì hiện tại lúc nào nó cao hơn thì sẽ có sức khỏe. Cái chân anh nó ngắn quá. Ủa cái này là người trao đi được đó. Dạ được, cánh mình có nghĩa mình mua thêm một cái bát hạ phù. Thứ mà mua không này là 805 805 anh có thể xuống được 7-8 năm. Vậy là nó nhẹ hát không? Chắc là hát tí chứ. Dạ đúng rồi, chắc là nó hát lên rồi. Ở tính chứ là ngon luôn. Cứ mở thì sẽ lâu quá đó. Cái hai màu. Này là màu trắng. Cái màu đen. Màu đen ngầu hơn là đỡ nhiều lắm anh. Màu đen ngầu hơn. Màu đen ngầu hơn. Màu đen ngầu hơn không? Đi sao này ngầu được rồi. Gọn gọn hơn. Nhưng mà chỗ nào nó thể hiện chữ tre ôm đâu? Đâu có chỗ nào thể hiện chữ tre ôm đâu. Đây. Chữ đó phải tre ôm. Trai đình. Trai đình không phải trai đình. Trai đình là cái tên. Trai ôm là cái hàng. 660. Có nghĩa là có 660. Nhưng mà không có 6. Nó mấy thử hả? Ủa có được, có xe ngoài chạy thử không? Có xe ngoài chạy thử rồi phải nộp bằng lái vô. Nhưng mà chạy thử được không? Ý chạy thử được chắc phải có nợ. Nói 160 nè. Năm lần trước là mới nhất luôn hay chưa? 2021 2021 mới. Kiểu trai đơn. Kiểu loại trai đơn. Đẹp quá. Màu trắng. Hình như màu trắng là cũng hợp luôn á. Hợp không phải màu trắng. Màu đen cũng hợp luôn. Này đúng là gọn ghê. Đèn LED luôn, 2 tầng, đèn LED 2 tầng. Đèn tròn. Đèn tròn nhưng mà khi nhìn hai cái đèn kia nhanh lắm. Cái đèn nó tròn nhưng mà khi mà nét giống như cái cái đèn kia nha này đẹp quá ha, dễ thương quá. Mở lên đi, mở đi xin. Ngon lên. Đổ nó này các bạn, đổ của nó luôn lên. Ngay quá. Anh Thành ơi. Màu đen này là cũng hợp tuổi luôn. Dạ. Màu đen cũng hợp mạng luôn. Dạ. Hình như cái này có bốn màu luôn ha. Nó có màu đen như bóng này. Màu này đen đen bóng. Đúng, nó có màu đen nhám. À, yeah. Một trắng này với lại màu xám bạc. Thấy hình như nó cái hình lá cờ. Dạ đúng rồi, đây cái màu đen nhám với màu xám bạc đó, đó là cái thành lá cờ lớn. Logo lớn. Dạ. Cái đó là của hãng luôn chứ không phải là. Dạ đúng rồi, đúng rồi, riêng nó là như vậy luôn. Nhớ màu đen thấy không sao? Anh chị muốn xuống dưới con cái chữ trùm, cái chữ trùm nó có cái nhỏ chữ trùm nữa thôi, chữ trùm nhỏ. Người sao lên hình nó to vậy? Dạ đúng, cái hình đó, cái logo nó bự chị. À, cái đó xe màu bạc. Đúng rồi, xe màu bạc, cái màu nó khác. Cái logo nó cũng khác luôn. Bởi vì nhìn vô đây thấy chữ trai đơn thôi, đâu có như châm, nãy giờ mò tìm lắm. Dạ. Ủa cái xe này có chìa khóa hả? Thử bật lên được hả? Dạ được, nhưng mà nó bị hết bình nè anh. À hết bình. Dạ, bây giờ bật lên chìa khóa á. Bây giờ lấy chìa này qua xe kia đâu có được không? Dạ không được, không được. Tất chìa theo chứ. Chìa từ mà. Gọn hơn, xe này gọn hơn chứ. Cái sao nó chạy chạy lên nhà dễ luôn rồi. Ủa cái bánh này nó có gắn được cái thùng hai bên không? Có rồi hả? Dạ, muốn hai bên mình chiếc khóa đá. Màu đen ha. Cái này tự nhiên cái thấy trên quảng cáo ra mẫu xe này mới dòng nét mà nó ra có 270 mình thấy giá cạnh tranh dữ nè. Giá này cạnh tranh quá luôn á. Quá luôn hả? Đâu có chạy không mà nó xuống giá, nó phải xuống mà. Lần đầu tiên Trai Ôm ra một cái mẫu xe giá ok như vậy. Người ta đặt hàng nhiều không?
Dạ nhiều, tụi em dần tới 80 cọc chiếc này luôn. Hiện giờ chưa có xe sẵn. Dạ chưa có xe sẵn, thì giờ tụi em á mới trả được 30 chiếc à. Còn 50 chiếc khách đã đặt cọc rồi, tụi em chưa có xe để trả. Đặt cọc là bao nhiêu tiền? Dạ 27 triệu chị. Và đặt cọc 27 triệu. 10% của tiền xe. Thì nếu mà bây giờ đặt á thì em dự kiến là khoảng đầu tháng 7 sẽ có. Tới đầu tháng 7 mới có. Dạ. Mới đầu nhìn, nếu mà mới đầu vô coi bán hàng bóp bờ. Bóp bờ ngầu, em có thấy bóp bờ mà. Tôi bóp bờ thì có một yên à, đi được có một người à. Đi được 2 người. Bố mà lấy xe này về em pin nó sợ. Áo nhìn này ngầu ghê ha. Cái màu bạc, có màu bạc luôn. Nhìn này ngầu ghê. Cái màu này á, là mới thấy đẹp. Mà để kia xuống kho coi đi. Thì em kiến nghị là Roda một nền cây đầu tiên.
Dạ, xong thì quay lại á. Dạ, quay theo cái hướng dẫn. Dạ, đúng rồi. Anh xong quay quay lại mình làm vào những lần đầu, cái lần đầu tiên thì mình phí luôn. Cái ghé mà ngày 169 là nó bao gồm gì? 2.9 là nó bao gồm 15% thuế VAT rồi, chưa có bao gồm chứng bạ số. Đánh bánh luôn á, ở Sài Gòn là 291 triệu. Vậy là có nghĩa là 300 chẳng thôi. Hay 30 triệu nữa để 21 triệu. Con này là 27 chưa lăn bánh, lăn bánh là 21 triệu. Dạ. À, trước bạn với bạn số. Dạ. Đẹp lắm. Nhưng mà tại sao cái chống này nó hơi bị sát? Dạ. Cái mấy cái xe mà xe kiểu sport á là làm như vậy á. Tại họ sợ nhiều khi á mình không quen là mình sẽ đặt chừng ở sau á thì nó sẽ rất là mau bò bò đến sau. Tức là đi lễ ra ngoài này quá nhiều khi mình thấy chưa nên được tự. Rồi như giống cái mài cái thắng hoài luôn vậy. Dạ đúng giống rồi. Bị cháy bố giống dạ, đúng rồi. Cái này lại gọn ghê chứ. Gắn mà thêm cái phụ kiện khoảng nhiêu tiền nữa ta? Cái này. Dạ cái em đổ. Nói chung là nguyên cái bộ toàn bộ ở trên đây trừ cái túi mình xăng ra thì em nghĩ nó tầm 15 triệu. Cái này giống này. Dạ đúng rồi, cái này bảo vệ lúc máy với cái này thì nó khoảng tầm là 10 mười mấy triệu. Có tầm 13 triệu tới 15. Ở bên kia mình không có bốn máy nên là dạ, không có bốn máy chỉ có mấy con classic là hai máy, xe hiện tại là ba máy. Cứ coi thử đi bố, con coi mấy màu màu xanh, em muốn coi màu xanh xám gì nè. Dạ đúng rồi chị, lát màu xuống hả? Dưới kho thì sẽ có màu này, coi trực tiếp luôn cho nó dễ. À, đi luôn đi luôn rồi. Đi coi cái đi. Đi xuống hầm coi xe. Đọc là Trident hả? Dạ đúng rồi, Trident. 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 Nè màu này là màu màu xám, màu này màu xám nè. Màu này màu xám nè. Cái màu xám với cái logo trai âm nó to luôn. Logo bự chị. Logo lá cờ Anh Quốc luôn nè. Cái màu đen nhám cũng vậy, màu đen nhám là cái logo cũng logo bự. Nếu mà chọn chọn cái logo to thì. Ồ nó có sơn ở đây, nó có sơn. Vô đây nghe mùi xăng đâu, chưa có xăng đâu. À, mà sửa xe. Ủa sao chiếc trắng nghe nó cao dữ vậy? Không, nó cũng vậy chị, nhìn vậy thôi. Nhìn trắng, nhìn cảm giác nó to vậy. Cái màu xám thì cái chữ Trident nó to, nó có logo. Còn cái chữ Trident này nhỏ xíu. Cái này chiều dài là bao nhiêu đó? Dạ, chiều dài nó khoảng tầm chục cơ sở tầm này rất là ngọn. Còn cái màu đen này thì cái logo cam một xíu à, biểu trai định màu xám với lại màu này màu cái là màu này gọi là màu đen gì? Dạ, đen nhám. Đen nhám hả? Đen nhám có logo lớn. À đen nhám thì cái logo nó cũng to, còn đen bóng là logo nó nhỏ. Logo cái âm này. Nè chữ đây Phan Nguyên Giáp nè, nè chủ sở hữu là Phan Nguyên Giáp nè. Đâu? Là có mã số không? Thì nếu mà muốn mà làm mặt mà có tự thi giá thì em làm cho nhiều hả? Dạ 12 triệu chị.
Dạ, tao chọn gói luôn. Sao leo lên mấy lần giờ leo lên ngọn hơn. Thì quen á, thì quen cái thấy xe mà leo lên là mới bao nhiêu nhất vậy? MT 9 MT nhỏ nhất là 15. Thấy cái đi giật vô tay cái này kiểu như là nó hơi bị ngon quá, kiểu như là trong bốn mẫu này thì mình thấy mẫu này cái gì? Đây là sản chủ hết nữa, nấm như chỉ là màu trắng này thì mình hơi hiền. Walking in the street, I'm walking in the street.